Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay phía trước của tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Ở phía xa kia các bạn thấy sau qua cái hồ này thì bên kia thấy một cái cờ đỏ, đó chính là cái cờ của tòa đại sứ Trung Quốc ở đây. Và cũng về vấn đề Trung Quốc, hôm nay đã xảy ra một việc hết sức đặc biệt. Đó là việc tàu Hải Dương 8 đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tiếp tục đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đây là thông tin do hãng Reuters cũng như các mạng truyền thông khác trên thế giới bắt đầu đăng tải. Và đây là hình ảnh của chiếc tàu đó. Tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương địa chất 8 đã quay trở lại khu vực bãi tư chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm nay 13 tháng 8. Chưa đầy một tuần kể từ khi tàu này rời khỏi khu vực sau một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài một tháng giữa hai nước. Vâng, đây là các bạn có thể tham khảo những hình ảnh như vậy. Và chiếc tàu này đã vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam, đó là vùng đặc quyền kinh tế. Và không những thế, ông phó giáo sư Mathison của Trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ cũng đã chia sẻ trên tweet của ông ta. Và ông nói rất rõ biểu đồ đi của chiếc tàu này cũng như những tàu hộ tống khác. Và ngoài ra, bản tin Biển Trung Hoa mới hôm nay ngày 13 tháng 8 cũng đã đăng tải là tàu Hải Dương 8 đã trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu Hải Giám 35111 được thay thế bằng tàu Hải Giám 45111 để ở trong khu vực gần lô số 0601 của Việt Nam. Ngoài ra thì cái vị giáo sư, phó giáo sư Mathison, ông cũng đã chia sẻ thêm là đây là giai đoạn 2 của cuộc chiến trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vâng, các bạn có thể tham khảo những thông tin rất chi tiết và cụ thể này ở trên cái tweet của ông phó giáo sư Mathison của Trường Đại học Hải quân Mỹ, và ông ta thường xuyên theo dõi và cập nhật để các bạn biết thông tin thực tế và nhanh nhất. Quả thực là các bạn cũng đã biết việc mà Trung Quốc tiếp tục sau một thời gian ngắn lại tiếp tục đưa chiếc tàu Hải Dương 8 này vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là một cái sự khiêu khích và họ quyết tâm chiến đấu với Việt Nam để giành lấy cái vùng đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn mà họ đã vẽ ra. Và điều này không hề thay đổi sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra cái thông tin rằng là họ đề nghị Việt Nam phải rút ra khỏi cái vùng lãnh hải của họ, đó là vùng đường chín đoạn mà trong đó có bãi tư chính và những cái vùng khác ở gần xung quanh. Thì những cái lực lượng chấp pháp của Trung Quốc đã liên tục đưa tàu có lúc lên đến 80 chiếc để hộ tống và bảo vệ những chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 này. Và các bạn cũng đã biết lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam thì rất ít về số lượng và kém về trọng tải, thì sẽ khó ngăn được những cái tấn công của các tàu Trung Quốc, bởi vì họ có số lượng rất lớn, cũng như những tàu của họ được trang bị đầy đủ và có thể dài ngày hoạt động trên biển. Đó là cái điều mà chúng ta cũng phải ghi nhận trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh cụ thể nhất mà các bạn có thể thấy một cái vụ va chạm của tàu Trung Quốc sẵn sàng đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam. Mà hình ảnh này đã được chia sẻ rất nhiều trên các trang truyền thông của quốc tế. Và rõ ràng các bạn thấy là tàu Việt Nam rất nhỏ bé, rất mỏng manh trước những cái tàu hung hãn của Trung Quốc được thiết kế đặc biệt để húc đâm vào các tàu cảnh sát biển Việt Nam. Thì với những cái thông tin như thế này thì các bạn có thể thấy rõ rằng không hề có chuyện hai nước có quan hệ hữu nghị như là Trung Quốc vẫn thường ca ngợi, và như là một số người trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường đưa ra những cái thông tin đó. Mà cụ thể nhất đó là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, và ông ta chứng tỏ rằng luôn luôn gần gũi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng khi mà đất nước lâm nguy như thế này thì chúng ta không hề thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện để có cái tiếng nói cho những người chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như người dân Việt Nam được biết. Và điều đó là một cái thiệt hại rất lớn cho Việt Nam, với chúng ta và đất nước chúng ta. Và có những cái dự tính rằng có thể đợt này sẽ xảy ra những cái va chạm lớn hơn lần trước, mà thậm chí nếu không kiềm chế được tình hình mà quá căng thẳng thì có thể dẫn đến nổ súng. Thì các bạn cũng đã biết là nổ súng mà hải quân của hai bên mà bắn nhau như thế này, thì các bạn thấy hình ảnh mà Trung Quốc tập trận và họ bắn đạn thật liên tục, và ngay cả trong thời gian này họ cũng tiếp tục tuyên bố tiếp tục tập trận tiếp, thì cái lực lượng hải quân của Trung Quốc họ đã sẵn sàng nạp vũ khí và sẵn sàng chiến đấu với tàu của Việt Nam từ lâu rồi. Và cái điều đó chứng minh ở cái việc mà năm 1974 thì những cái chiếc tàu Trung Quốc đã đánh chiếm với vùng chủ quyền biển đảo Hoàng Sa của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó những chiếc tàu này lại tiếp tục vào năm 1988 đã giết chết hải quân Trung Quốc, đã bắn chết 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam. Và các bạn có thấy đây là hình ảnh của chiếc tàu của tàu vận tải HQ 604 bị tàu chiến Trung Quốc nã pháo bắn cháy đang chìm xuống biển.
vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Và hình ảnh này lấy rất rõ ràng là chúng ta lấy được ở YouTube của do chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc thu lại và họ đã phát lên trong rất nhiều những chương trình để họ huấn luyện các chiến sĩ hải quân của họ. Và họ có lẽ rằng họ tự hào về cái việc này, cho nên là những cái tàu mà Việt Nam tới đây, cái số phận của tàu cảnh sát biển Việt Nam, số phận của các chiến sĩ hải quân Việt Nam khá mong manh khi đứng trước Trung Quốc, một cái đất nước luôn luôn hung hãn, và bây giờ với lực lượng quân đội của họ rất hùng mạnh, thì điều đó khó tránh khỏi cái sự va chạm càng ngày càng lớn cho cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo ở Việt Nam. Và để cho Việt Nam không bị động như trận Gạc Ma vào năm 1988 thì quân đội Việt Nam phải chuẩn bị rất nhiều. Đó là biện pháp ngay lập tức trong lúc này phải liên minh và liên kết với Mỹ, châu Âu cùng các đồng minh của Mỹ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này hết sức cần thiết và cần phải làm ngay và không thể chần chừ được nữa. Vì các bạn đã biết là Trung Quốc họ luôn luôn muốn thôn tính Việt Nam, và họ đã vẽ ra cái đường lưỡi bò đó thì rất rõ ràng là họ sẽ thôn tính. Và đây là hình ảnh gần đây nhất mà chúng ta có thể bắt gặp ở trên truyền thông tại Việt Nam. Đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis, khi đó đang là Bộ trưởng Quốc phòng, và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội. Thì cái quan hệ Việt Nam với Mỹ dần dần nồng ấm. Và không những thế mà Mỹ đã liên tục viện trợ cho Việt Nam những cái tàu tuần tra và những trang thiết bị khác cho Hải quân Việt Nam để giúp cho nước này bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của mình. Ngoài ra, không loại trừ rằng có những cái nguồn tin tình báo hoặc có những cái thông tin mà bên Mỹ sẵn sàng và luôn luôn cung cấp cho Hà Nội và cho Bộ Quốc phòng để có thể đối xử với Trung Quốc một cách đúng đắn nhất và theo dõi Trung Quốc trong cái thời gian mà họ vận chuyển và di chuyển trên Biển Đông. Tất nhiên, việc Việt Nam và việc Mỹ bình thường hóa quan hệ và cái việc hỗ trợ về quân đội, hỗ trợ về cái mọi mặt về ngoại giao là cái điều mà Mỹ mong muốn và Việt Nam cũng mong muốn. Nhưng hiện nay Việt Nam đang khó khăn ở vấn đề mấu chốt và vấn đề thể chế. Bởi vì thể chế của Việt Nam là một chế độ độc đảng và Đảng Cộng sản lãnh đạo, và Mỹ thì là một chế độ dân chủ, tự do và đa đảng, có nhiều đảng. Và tất nhiên là Đảng Cộng sản thì chỉ còn có một số nước ở hiện nay đang được sử dụng để làm cái để lập chính quyền cũng như là để cai trị người dân mà thôi. Đó là gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba và có thể một số nước nhỏ nào đó nữa. Nhưng những cái chủ nghĩa cộng sản này đã bị diệt vong từ rất lâu rồi. Những cái nước như Đông Âu đã từ năm 1989, Đông Đức và Tây Đức thì đã hai nước đã thống nhất với nhau sau đó, và bây giờ nước Đức trở thành nhà nước dân chủ và tự do và họ phát triển như thế này, các bạn đã thấy, và cuộc sống của họ rất thoải mái và có những cái điều kiện rất tốt cho xã hội, cho an sinh. Và bên cạnh đó thì cả cái khối Đông Âu cũng đã chuyển đổi sang thể chế dân chủ, và bây giờ châu Âu thành 28 nước và có cái nền kinh tế rất mạnh và cuộc sống người dân được cải thiện rất nhiều, và cũng như là cái môi trường sinh thái. Chính vì vậy mà các bạn cũng thấy nhiều người Việt Nam của chúng ta sang đây du học và sau đó cũng ở lại mà không về Việt Nam nữa. Thế thì nhân cái lúc này Trung Quốc đang thể hiện rất rõ ràng cái việc mà họ rất cụ thể và sẽ luôn luôn tìm mọi cách để chiếm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì Việt Nam cần phải có cái hình thức là thay đổi thể chế, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cho những đảng khác hoạt động. Mà cái điều đó rất rõ ràng ở chỗ là ngay từ khi mà thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Việt Nam đã có nhiều đảng. Đây các bạn nhìn thấy, đây là hình ảnh mà rất rõ ràng ngay trên báo trong nước đã đăng là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 1 năm 1946. Thì trong này thì đã ghi rất rõ là Đảng Dân Chủ Xã Hội và các đảng phái khác chiếm tới 35%. Như vậy với chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có đầy đủ đại diện của các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội, các đảng phái chính trị và có đại diện của nhiều dân tộc anh em đang sinh sống trên khắp mọi miền của lãnh thổ Việt Nam. Thì đây là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy là trên chính báo chính thống của Việt Nam, tức là báo nhà nước, đang đăng tải và vẫn giữ như nguyên cái hình ảnh đó. Thế thì bây giờ chúng ta còn một cái cách nữa mà cách cần phải làm ngay, đó là phải lập tức cho thành lập tự do những cái đảng phái hoạt động và thành lập một cái chính phủ liên minh như thế này. Thì có như vậy, trong đây có cả Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản khi làm tốt cái vấn đề của mình thì sẽ được bầu và sẽ được lãnh đạo. Còn nếu làm chưa tốt thì phải học hỏi thêm, cũng như là đưa đường lối tốt hơn để phục vụ người dân. Thì chính cái Quốc hội đầu khóa 1
của năm 1946 là quốc hội rất dân chủ, tức là có nhiều đảng phái. Và phải chăng với cái thông tin như thế này, phải chăng với tình hình như thế này thì cái lịch sử Việt Nam có lẽ lại phải lặp lại. Tức là chúng ta đã đi một đường rất vòng, rất xa từ năm 1945-46 và bây giờ đến năm 2019 thì có lẽ nào chúng ta có thể là thành lập lại một cái quốc hội gồm có nhiều đảng phái như vậy để cho mọi người dân có tiếng nói, mọi cái lá phiếu của cử tri là có giá trị. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể thích hợp với cả những cái hệ thống dân chủ và tự do như Mỹ, châu Âu và các nước trên thế giới. Và như vậy, có như vậy thì các nước trên thế giới này mới có thể ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam để chống lại Trung Quốc. Bởi vì đất nước Trung Quốc họ rất lớn và rất mạnh về tiềm lực quân sự, cho nên nếu Việt Nam đứng một mình thì không thể giữ nổi chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và thậm chí dẫn đến chiến tranh. Và khi chiến tranh xảy ra thì các bạn đã biết bây giờ vũ khí rất nhiều và cái sát thương rất lớn, thì cái việc mà hàng triệu người Việt Nam chết trong một thời gian ngắn thì đất nước sẽ lại tan hoang trong một cái chiến tranh. Mà rõ ràng cái việc mà chúng ta có chống lại Trung Quốc, một mình chống lại Trung Quốc hay không là một câu hỏi. Thì cái điều đấy là hết sức cần thiết để tránh cái việc mà Việt Nam có thể lại tiếp tục bị lao vào chiến tranh, rơi vào chiến tranh, và tiếp tục hàng triệu người dân Việt Nam sẽ phải chết trong cái thời gian tới. Và cũng ngoài ra thì cái dàn lãnh đạo cũ, thì các bạn biết rằng là dàn lãnh đạo cũ hãy về nghỉ để trao lại quyền điều hành đất nước cho thế hệ trẻ có trình độ tốt, đáp ứng cái yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế. Và cái điều đó thì các bạn thấy chứng minh rất rõ ràng ở chỗ là người Việt Nam của chúng ta khi đi khắp thế giới được nước Đức và các nước tư bản đào tạo thì họ phát triển rất mạnh, rất nhanh. Đây là hình ảnh cụ thể là ông tiến sĩ Philip Roessler, nguyên phó thủ tướng nước Đức mà chúng tôi cũng đã gặp. Và ông sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Sóc Trăng, Việt Nam. Đấy, tiến sĩ Philip Roessler là một chính trị gia Đức, nguyên chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, nguyên phó thủ tướng Đức, thủ tướng Đức. Vào tháng 2 năm 2014, ông là giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Cologne, Thụy Sĩ. Vâng, đây là những cái người Việt Nam các bạn thấy rất rõ là họ đi ra nước ngoài, họ được đào tạo dưới một cái thể chế dân chủ tự do như Cộng hòa Liên bang Đức, thì họ sẵn sàng phát triển và thậm chí lên đến chức phó thủ tướng của một cái đất nước như nước Đức này, thì các bạn thấy là rất tự hào. Và cái điều đó sẽ được lặp lại, điều đó thanh niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam và những người trí thức ở trong nước sẽ làm được cái điều đó để cho Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển hùng cường. Và có như vậy chúng ta mới có hiệu quả chống lại Trung Quốc một cách rất hiệu quả và phản đối Trung Quốc theo đường lối ngoại giao hòa bình, cũng như là có thể chung sống với Trung Quốc khi đất nước của chúng ta có cái sự liên kết với các thế giới, đất nước văn minh ở trên thế giới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2019, tại trước Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những câu hỏi vào sau video này để chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các bạn những thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.